Bằng chứng Khương Ngọc bắt cá hai tay với Thanh Trúc và Khả Như. Khương Ngọc và Thanh Trúc đều là những gương mặt diễn viên rất thân quen của truyền hình Việt Nam. Cả hai quen nhau từ năm 2009, nhưng đến khi cùng tham gia đóng phim Chuyện Tình Mùa Thu thì Khương Ngọc và Thanh Trúc mới tìm hiểu và hẹn hò. Những tưởng chuyện tình đẹp sẽ kết thúc có hậu khi Khương Ngọc đã cầu hôn bạn gái trên trang cá nhân và nhận được sự chúc phúc của mọi người, nhưng mới đây Khương Ngọc và Thanh Trúc đã âm thầm đường ai nấy đi. Cặp đôi này chia tay chưa được bao lâu thì Khả Như đã lên tiếng cho biết cô và Khương Ngọc đang yêu nhau. Trước những lời công bố của Khả Như, dư luận đã đặt ra nghi vấn rằng Khả Như là người thứ ba chen chân vào cuộc tình của Khương Ngọc và Thanh Trúc. Trước tin đồn là người thứ ba, Khả Như khẳng định mọi người chỉ nhìn bề ngoài sao biết được chuyện bên trong. Khán giả chỉ biết anh Ngọc và chị Trúc chia tay chứ không biết họ lục đục từ bao giờ. Tôi và anh Ngọc chỉ mới yêu nhau thôi, khi nấy độc thân không có chuyện tranh giành. Dù Khả Như lên tiếng cho biết bản thân mình không phải là người thứ ba, song cư dân mạng vẫn tìm ra điểm đáng nghi ngờ trong mối quan hệ giữa cô và Khương Ngọc tại thời điểm nam diễn viên này được cho là đang yêu Thanh Trúc. Cụ thể, sau đêm chung kết Gương Mặt Thân Quen 2015, Thanh Di Idol lại bí mật Khương Ngọc đang yêu bạn thân của mình trong bài phỏng vấn. Theo chia sẻ của Thanh Di, cô gái là người quen, là người trong showbiz. Dù không nói tên cô gái đó là ai, nhưng mọi người biết rằng Thanh Di và Khả Như là những bạn thân nhất ở ngoài đời. Trong khi đó, Thanh Trúc vẫn đi cổ vũ Khương Ngọc khi anh tham gia chương trình Gương Mặt Thân Quen. Thanh Trúc ngồi ở hàng ghế khán giả để cổ vũ vũ cho Khương Ngọc. Trong thời gian đó, Khương Ngọc và Khả Như đang đóng phim chung và cùng nhau. Khả Như thường xuyên chia sẻ những ảnh gần gũi của hai người trên mạng xã hội. Bên cạnh đó, vào đầu tháng 5, Thanh Trúc vẫn đăng tin nhắn tình cảm với Khương Ngọc trên trang cá nhân. Song từ cuối tháng 5 trở đi, nữ diễn viên này liên tục viết những dòng chia sẻ đầy tâm trạng. Về phần Khả Như, cô cũng bắt đầu đăng tải nhiều ảnh thân thiết bên Khương Ngọc bắt đầu từ tháng 3. Cho đến giờ, chuyện Khả Như có phải là người thứ ba hay không vẫn còn là nghi vấn. Dù tiếc nuối cho cuộc tình giữa Khương Ngọc và Thanh Trúc, thì người hâm mộ cũng chấp nhận rằng chuyện tình của cặp đôi này đã kết thúc. Còn mối quan hệ của Khương Ngọc và Khả Như đang bắt đầu, và hiện tại cả hai cũng chia tay. Khương Ngọc đã có con với bạn gái mới. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại kênh của chúng tôi. Chúng tôi luôn mong muốn sẽ đem đến cho quý vị và các bạn những giây phút thư giãn thật thoải mái. Xin đừng quên nhấn nút đăng ký để không bỏ lỡ những tin tức mới. Sau đây, xin mời quý vị và các bạn đến với chuyên mục Tin Nghệ Sĩ.